Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay với sự tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và Hiệp định Thương mại Tự do EU-EVFTA, các mặt hàng xuất khẩu nói chung và nông lâm sản nói riêng đang bước vào giai đoạn hội nhập mới. Trong bối cảnh như vậy, việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành nông sản Việt Nam là việc hết sức cần thiết và cấp bách, nhất là ở các địa phương miền núi. Là một tỉnh miền núi, Bắc Cạn có tiềm năng phát triển các sản phẩm nông lâm sản như là gỗ rừng trồng, hồng không hạt, cây có múi, sắn, gạo đặc sản, nguyên liệu dược phẩm, v.v. Ý thức được tầm quan trọng của hội nhập kinh tế quốc tế đối với phát triển kinh tế xã hội, ngành công thương tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các hiệp định thương mại FTA liên quan tới cam kết cắt giảm thuế quan, những quy định quốc tế trong ngành nông lâm sản tới các đơn vị và doanh nghiệp, v.v. Trên cơ sở là cơ quan quản lý nhà nước, là Sở Công Thương, thì chúng tôi có đã thông tin và tổ chức tập huấn hội nhập kinh tế quốc tế là nó như thế nào và khó khăn thách thức trước mắt làm sao. Thì qua đó thì chúng tôi có năm 2016 tổ chức được 2 lớp, thì số người được khoảng 200 người. Đến năm 2017 thì chúng tôi cũng tổ chức được một lớp, được 150 người. Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU-EVFTA là hai hiệp định thương mại FTA thế hệ mới có tiêu chuẩn với mức độ cam kết cao, phạm vi điều chỉnh rộng về mở cửa thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như các tiêu chuẩn kỹ thuật đầu tư, lao động, tổ chức thể chế, quản trị, chính sách và môi trường kinh doanh. Việc tham gia TPP và EVFTA đang mở ra những cơ hội lớn cho hàng hóa của Việt Nam nói chung và hàng nông lâm sản nói riêng. Tận dụng cơ hội, hạn chế khó khăn, thách thức cũng như nhiều địa phương trong cả nước, Bắc Cạn đã nhanh chóng kịp thời phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường thông tin về nội dung các cam kết FTA mà Việt Nam đã tham gia tới cộng đồng doanh nghiệp, các nhà quản lý trong tỉnh và đặc biệt là các FTA thế hệ mới. Ở đây thì cái khái niệm mới nó không phải có nghĩa là nghĩa đen là những hiệp định ký kết sau này mới ký kết, mà đây cái từ mới ở đây nó thể hiện cái tính tiên tiến và cái tính toàn diện của nó. Thì cụ thể là nông lâm thủy sản, những cái mặt hàng như là mật ong này, tỏi này, gừng này, các thứ, tức là những mặt hàng có thể là cái giá trị hiện nay nó giá trị xuất khẩu không lớn nhưng nó lại có ý nghĩa rất quan trọng với đời sống của một cái bộ phận nông dân Việt Nam. Cùng với đó, các thông tin quan trọng và cần thiết về chiến lược tham gia các thỏa thuận thương mại tự do của Việt Nam đến hết năm 2020, việc hợp tác thương mại hàng nông sản Việt Nam Trung Quốc, đẩy mạnh xúc tiến thương mại đối với ngành hàng nông lâm sản, v.v. đã giúp các cán bộ, sở ngành địa phương, doanh nghiệp, người dân của Bắc Cạn nhận thức tốt hơn, nắm bắt thông tin cụ thể hơn về công tác hội nhập kinh tế quốc tế và từ đó có chiến lược, chính sách phát triển phù hợp, vượt qua thách thức, phát huy các lợi thế của địa phương. Lợi thế cho cái xuất khẩu sang bên thị trường, ví dụ như của tôi thì là bảng rồi sản xuất nông sản về cái gừng, thì sang bên Nhật Bản thì hàng năm thì tôi cũng cung cấp cho bên Nhật Bản, nhưng mà hai năm nay thì cung cấp tôi không đủ cái sản lượng cho bên đối tác Nhật Bản. Thì thông qua cái diễn đàn này thì tôi cũng muốn kêu gọi một tổ chức trong vòng 3 năm tới, từ giờ đến năm 2020 thì tôi sẽ ký hợp đồng với một tổ chức đó, một năm là 500 tấn. Để mà hội nhập thì chúng ta cần phải tự mình phải nâng cao cái sản phẩm của mình, mà tất cả nó phải đi vào một cái thống nhất. Chúng tôi cũng đang liên hệ với những cái đơn vị mà nó cũng uy tín, làm được những cái sản phẩm chất lượng nhất. Tức là từ tất cả những cái khâu là chúng tôi có các chuyên gia, có các cái kỹ thuật để mà đảm bảo được chất lượng từ khâu đầu đến khâu cuối. Từ nay đến năm 2020, tỉnh Bắc Cạn sẽ bố trí 100 tỷ đồng để hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm sản theo hướng tập trung để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Chủ động tìm hiểu, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, tập huấn về các hiệp định FTA để giúp doanh nghiệp nông lâm sản nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp nói chung nắm vững các quy định về từng mặt hàng cụ thể, từ đó tận dụng hiệu quả các thỏa thuận hợp tác liên quan để tăng cường xuất khẩu, thâm nhập thị trường quốc tế.